Cô chào các em đến với tiết học của ngày hôm nay. Đó là tiết 32, ôn tập học kỳ 2, vật lý 8. Tiết học ngày hôm nay gồm có các phần như sau. Phần thứ nhất, chúng ta ôn về lý thuyết. Phần thứ hai là giải các một số bài tập. Và phần thứ ba là bài tập về nhà. Trong phần lý thuyết thì sẽ có hai cái phần. Phần thứ nhất là phần cơ học. Trong phần cơ học, câu số 1, khi nào vật có cơ năng? Cơ năng tồn tại ở những dạng nào? Nêu ví dụ vật có thế năng, vật có động năng. Vậy câu trả lời như sau. Câu thứ nhất, vật có khả năng thực hiện công thì vật có cơ năng. Cơ năng có hai dạng, động năng và thế năng. Và các em lưu ý, động năng là năng lượng của vật có được khi vật chuyển động, và động năng này phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc. Thế năng thì có hai dạng, dạng thứ nhất là thế năng đàn hồi. Thế năng đàn hồi là năng lượng của vật có được khi vật bị biến dạng và phụ thuộc vào độ biến dạng của vật. Dạng thứ hai là thế năng trọng trường. Thế năng trọng trường là năng lượng của vật có được khi vật ở độ cao so với mặt đất, hay còn gọi là vật mốc. Và thế năng trọng trường này phụ thuộc vào khối lượng và độ cao. Ví dụ vật có thế năng như sau. Nước được ngăn trên đập cao. Ví dụ về vật có động năng. Máy bay đang bay trên cao. Câu số 2, viết công thức tính công, công suất của một vật. Công thức tính công, A bằng F nhân S, S là quãng đường, đơn vị là mét. F là lực tác dụng, đơn vị là Newton. A là công thực hiện, đơn vị là Joule. Công thức tính công suất, P bằng A chia T. A là công thực hiện, đơn vị là Joule. T là thời gian thực hiện công, đơn vị là giây. S, P là công suất, đơn vị là watt. Chúng ta qua phần thứ hai, là phần nhiệt học. Câu hỏi số 1, các chất được cấu tạo như thế nào? Và câu trả lời, các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử. Các nguyên tử phân tử chuyển động không ngừng. Giữa các nguyên tử phân tử có khoảng cách. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử nguyên tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. Câu số 2. Nhiệt năng của một vật là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng. Khi nhiệt độ của vật càng tăng thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm? Và đây là câu trả lời. Thứ nhất, nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng, đó là thực hiện công và truyền nhiệt. Nhiệt độ càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh vì nhiệt năng của vật lớn. Chúng ta sang câu thứ ba. Chọn các ký hiệu dưới đây, điền vào chỗ trống thích hợp của bảng sau. Trước khi làm câu 3, các em phải nhớ truyền nhiệt có các hình thức, đó là dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt. Và các hình thức truyền nhiệt này sẽ xảy ra trong các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không. Trên bảng này, nếu chúng ta đánh dấu sao, đó là cách truyền nhiệt chủ yếu của các chất tương ứng. Còn dấu cộng, nếu là cách truyền nhiệt không chủ yếu của các chất tương ứng. Dấu trừ, nếu không phải là cách truyền nhiệt của các chất tương ứng. Và các em sẽ điền vào các ô trống này nha. Đây là gợi ý của cô. Thứ nhất, đối với hình thức dẫn nhiệt, chủ yếu xảy ra chất rắn. Và đối với chất rắn thì kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. Hình thức đối lưu xảy ra chất lỏng và chất khí.
bức xạ nhiệt sẽ xảy ra có thể trong chân không. Và đối với hình thức dẫn nhiệt thì chất lỏng và chất khí yếu đối với chân không thì không xảy ra. Đối lưu không xảy ra đối với chất rắn và chân không. Bức xạ nhiệt không xảy ra chất rắn trong chất lỏng và chất khí thì yếu. Chúng ta qua câu số 4. Nhiệt lượng là gì? Tại sao đơn vị của nhiệt lượng là joule? Câu trả lời. Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất đi. Vì số đo của nhiệt lượng là nhiệt năng có đơn vị là joule nên nhiệt lượng có đơn vị là joule. Tiếp theo là câu số 5. Viết công thức tính nhiệt lượng và nêu tên đơn vị của các đại lượng trong công thức này. Câu trả lời. Công thức tính nhiệt lượng Q bằng M nhân C nhân delta T. Trong đó Q là nhiệt lượng, đơn vị là joule. M là khối lượng, đơn vị là kg. C là nhiệt dung riêng, đơn vị joule trên kg nhân K. T là độ tăng hoặc giảm nhiệt độ, đơn vị là độ C. Câu số 6. Phát biểu nguyên lý truyền nhiệt. Nội dung nào của nguyên lý này thể hiện sự bảo toàn năng lượng? Và đây là câu trả lời. Khi có hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì thứ nhất, nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn cho đến khi nhiệt độ của hai vật cân bằng nhau. Ý thứ hai, nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. Bây giờ chúng ta qua phần thứ hai, đó là phần bài tập. Bài tập có hai dạng, bài tập định tính và bài tập định lượng. Bây giờ chúng ta qua dạng bài tập thứ nhất. Bài tập số 1. Tại sao có hiện tượng khuếch tán? Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh lên hay chậm đi khi nhiệt độ giảm. Để giải thích được bài tập này thì chúng ta nhớ đây là dựa vào kiến thức các chất được cấu tạo như thế nào. Và đây là gợi ý của cô. Thứ nhất, vì giữa các nguyên tử, phân tử luôn chuyển động không ngừng và giữa chúng có khoảng cách nên có hiện tượng khuếch tán xảy ra. Thứ hai, khi nhiệt độ càng giảm thì hiện tượng khuếch tán xảy ra chậm. Bài tập thứ hai, giải thích các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, vì sao nồi chảo thường được làm bằng kim loại, còn tô chén thường được làm bằng sành sứ? Câu thứ hai, tại sao quả bóng bay dù buộc chặt nhưng sau một thời gian bóng vẫn bị xẹp? Để giải thích được câu A của bài tập 2 thì chúng ta nên nhớ dựa vào kiến thức sự dẫn nhiệt của chất rắn. Để giải thích được bài câu B thì chúng ta cần nhớ đây là dựa vào kiến thức các chất được cấu tạo như thế nào. Và đây là gợi ý. Câu A. Nồi chảo thường được làm bằng kim loại vì kim loại dẫn nhiệt tốt cho thức ăn mau chín. Còn tô chén làm bằng sành sứ vì sành sứ dẫn nhiệt kém hơn nên để đỡ bị nóng khi chúng ta cầm tô chén thức ăn. Câu B. Vì giữa các phân tử của các chất làm thành quả bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể chuyển động qua đó và có thể thoát ra ngoài. Chúng ta qua bài tập số 3. Bài tập số 3 gồm có hai ý. Ý thứ nhất, thả một miếng đồng vào một cốc nước nóng, hỏi nhiệt năng của miếng đồng và của nước thay đổi như thế nào. Đây là sự thực hiện công hay là truyền nhiệt? Câu B, tại sao vào những ngày trời nắng nóng sờ vào kim loại ta cảm thấy nóng? Để giải thích được ý thứ nhất của bài tập số 3, ta nhớ đây là vận dụng vào kiến thức nhiệt năng và cách làm biến đổi nhiệt năng của vật. Câu B thì dựa vào kiến thức sự dẫn nhiệt của các chất. Và đây là câu gợi ý. Câu A, nhiệt năng của miếng đồng sẽ tăng, nhiệt năng của nước giảm.
Đây là sự truyền nhiệt. Câu B. Vì kim loại dẫn nhiệt tốt, nhiệt năng truyền từ kim loại sang tay người hoặc sang người. Chúng ta qua tiếp bài tập số 4. Ném một quả bóng từ điểm A lên cao như hình. Biết quả bóng có độ cao lớn nhất ở vị trí B, thấp nhất ở vị trí A. Câu A. Ở vị trí nào thì quả bóng có thế năng nhỏ nhất? Ở vị trí nào thì quả bóng có động năng nhỏ nhất? Câu B. Có sự chuyển hóa dạng cơ năng nào sang dạng cơ năng nào khi quả bóng đi từ A đến B và đi từ B đến C? Để giải được bài tập này, các em cần lưu ý đây là bài tập vận dụng vào kiến thức cơ năng. Và các em nhớ cơ năng thì có mấy dạng, đó là thế năng và động năng. Và thế năng, động năng phụ thuộc vào những yếu tố nào thì ở phần lý thuyết cô đã giới thiệu cho các em rồi. Vậy đây là gợi ý của cô. Thứ nhất, câu A. Thế năng nhỏ nhất tại A, động năng nhỏ nhất là tại B. Câu B. Khi quả bóng đi từ A đến B, động năng chuyển sang thành thế năng. Khi quả bóng đi từ B đến C thì thế năng chuyển hóa sang động năng. Chúng ta bước qua một bài tập tiếp theo, bài số 5. Một cần trục nâng một vật nặng 1.500 N lên độ cao 2 m trong thời gian 5 giây. Công suất của cần trục làm việc là bao nhiêu? Vậy để giải được bài tập này thì chúng ta cần lưu ý nhớ trước tiên là dùng ký hiệu của các đại lượng tóm tắt đề bài. Xem đề bài cho gì và cần tìm gì. Và muốn để giải được bài này chúng ta phải nhớ vào kiến thức, đó là công suất và công của vật. Để giải bài này chúng ta sẽ giải các bước như sau. Thứ nhất, chúng ta đi tìm công của cần trục để kéo vật lên theo công thức A bằng P nhân H. P là 1.500, H là 2 và chúng ta sẽ được kết quả là 3.000 J. Sau đó chúng ta sẽ tìm công suất của cần trục theo công thức B bằng A chia T. A là 3.000, T là 5 và ra được kết quả là 600 W. Chúng ta bước sang bài tập số 6. Để đun nóng 5 lít nước từ 20 độ C lên 40 độ C cần nhiệt lượng là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200 J trên kg nhân K. Trước tiên ta dùng ký hiệu của các đại lượng tóm tắt đề bài, xem đề bài cho gì và cần tìm gì. Ở đây, đối với nước, các em có thể chuyển từ thể tích sang khối lượng của nước. Và đề bài đã cho khối lượng, cho nhiệt độ ban đầu, nhiệt độ lúc sau và nhiệt dung riêng. Ta tìm nhiệt lượng. Vậy để tính được bài tập này, chúng ta áp dụng công thức tính nhiệt lượng như sau. Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước nóng lên theo công thức Q bằng M nhân C nhân delta T. Và các em thế số vào, ta được kết quả là nhiệt lượng bằng 420.000 J. Tiếp theo là bài tập số 7. Thả một quả cầu nhôm có khối lượng là 0,2 kg đã được nung nóng tới 100 độ C vào một cốc nước ở 20 độ C. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và của nước đều tăng bằng 27 độ C. Coi như chỉ có quả cầu và nước trao đổi nhiệt với nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J trên kg nhân K. Nhiệt dung riêng của nước là 4.200 J trên kg K. Tính câu A. Nhiệt lượng do quả cầu tỏa ra. Câu B. Khối lượng của nước trong cốc. Để giải bài tập này, trước tiên chúng ta dùng ký hiệu của các đại lượng tóm tắt đề bài. Đối với bài tập này,
các em nhớ xác định xem có mấy vật. Ở đây có hai vật, và vật nào là vật thu nhiệt, vật nào là vật tỏa nhiệt. Đối với câu A, các em tìm nhiệt lượng tỏa ra của quả cầu nhôm theo công thức Q bằng M nhân C nhân delta T. Và các đại lượng này đã có số liệu và thế vào công thức, chúng ta có kết quả nhiệt lượng tỏa ra của quả cầu nhôm là 12.848 joule. Để làm được câu B thì chúng ta nhớ phải áp dụng phương trình cân bằng nhiệt. Nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào, Q tỏa bằng Q thu. Sau đó chúng ta thế các số liệu vào và chúng ta suy ra được lượng nước thu vào là 0,44 kg. Nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ 2 cô đã giới thiệu cho các em. Sau đây là phần thứ 3, một số bài tập ở nhà các em sẽ tự rèn luyện. Phần 3, bài tập ở nhà. Bài tập số 1. Vào mùa hè, không khí ở trong nhà lập mái tôn nóng hơn không khí của nhà lập mái ngói. Còn vào mùa đông, không khí trong nhà lập mái tôn lại lạnh hơn không khí trong nhà lập mái ngói. Hãy giải thích. Để giải thích bài tập này, các em sẽ dựa vào sự giữ nhiệt của các chất. Bài tập thứ 2. Khi bơm xe đạp thì ta cảm thấy thân của ống bơm nóng lên, nhiệt năng của ống bơm thay đổi thế nào, thay đổi bằng cách nào, đã có sự chuyển hóa từ dạng năng lượng nào sang dạng năng lượng nào. Vậy để giải thích được bài tập thứ 2 thì các em sẽ dựa vào kiến thức nhiệt năng và các cách truyền nhiệt. Bài tập số 3. Con lắc dao động như hình bên. Biết con lắc có độ cao lớn nhất là A và C, thấp nhất ở vị trí cân bằng là B. Câu A, ở vị trí nào con lắc có động năng nhỏ nhất, có thể năng nhỏ nhất. Câu B, khi con lắc di chuyển từ A đến B, cơ năng của con lắc thay đổi như thế nào. Để giải được bài tập này, chúng ta cần nhớ vào kiến thức cơ năng của một vật. Cơ năng có mấy dạng. Bài tập số 4. Một người đi xe đạp chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang. Trong một giờ đi được 12,9 km. Với lực kéo khi đạp xe là 40 N, tính công suất của người này. Để giải được bài tập này, chúng ta áp dụng hai công thức tính công và công suất và đáp số cô đã cho các bạn rồi. Trên đây là nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ 2. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm một số bài tập ở các sách tham khảo, sách bài tập và sách giáo khoa. Vậy ở nhà các em học bài theo các câu hỏi, xem lại các dạng bài tập cô đã hướng dẫn và đã cho, ôn tập lại tất cả kiến thức đã học để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2 thật tốt. Tiết học hôm nay đã đến đây là kết thúc. Chúc các em có một kỳ kiểm tra học kỳ 2 tốt.